một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận. Một nhỏ, bài toán 1. Hai thanh chì có thể tích là 12 cm khối và 17 cm khối. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam. Giải, giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là M1 gam và M2 gam, do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau, nên M1 trên 12 bằng M2 trên 17. Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có M2 trên 17 bằng M1 trên 12 bằng M2 trừ M1 trên 17 trừ 12 bằng 56,5 trên 5 bằng 11,3. Vậy, M2 bằng 17 nhân 11,3 bằng 192,1 và M1 bằng 12 nhân 11,3 bằng 135,6. Trả lời, hai thanh chì có khối lượng là 135,6 gam và 192,1 gam. Câu hỏi 1. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm khối và 15 cm khối. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5 gam. Chú ý! Bài toán câu hỏi 1 còn được phát biểu đơn giản dưới dạng chia số 222,5 thành 2 phần tỷ lệ với 10 và 15. Hai nhỏ, bài toán 2. Tam giác ABC có số đo các góc là góc A, góc B, góc C, lần lượt tỷ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Câu hỏi 2. Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2. Bài tập. Câu hỏi 5. Hai đại lượng X và Y có tỷ lệ thuận với nhau hay không nếu? A. Các em kẻ bảng. Gồm có 6 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, X, cột 2, 1, cột 3, 2, cột 4, 3, cột 5, 4, cột 6, 5. Hàng thứ hai, cột 1, Y, cột 2, 9, cột 3, 18, cột 4, 27, cột 5, 36, cột 6, 45. B. Các em cũng kẻ bảng gồm có 6 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, X, cột 2, 1, cột 3, 2, cột 4, 5, cột 5, 6, cột 6, 9. Hàng thứ hai, cột 1, Y, cột 2, 12, cột 3, 24, cột 4, 60, cột 5, 72, cột 6, 90. Câu 6. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép, người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam. A. Giả sử X mét dây nặng Y gam, hãy biểu diễn Y theo X. B. Cuộn dây dài bao nhiêu mét, biết rằng nó nặng 4,5 kg. Luyện tập. Câu 7. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường. Hạnh bảo cần 3,75 kg đường, còn Vân bảo cần 3,25 kg. Theo em, ai đúng và vì sao? 8. Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỷ lệ với số học sinh. 9. Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm và đồng. Khối lượng của chúng lần lượt tỷ lệ với 3, 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kg niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng bạch? Câu 10. Biết các cạnh của một tam giác tỷ lệ với 2, 3, 4 và chu vi của nó là 45 cm. Tính các cạnh của tam giác đó. Câu 11. Đố. Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ, khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút kim giây quay được bao nhiêu vòng?